Minh Đường Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới gần, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, hướng xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý con đàn cháu đông, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, đón năm 2024 âm lịch, trời Phật thương tình, thần tài hộ giá, cải hạo vi tường, hóa hung thành cát, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, giàu như vũ bảo, tiền vàng nhét chật két. Kính thưa quý cô bác anh chị thân mến, cổ nhân có dạy, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, thế nên sống ở đời có người thì khẳng khái độ lượng, bao dung. Nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co, so đo tính toán thiệt hơn, có những việc quý cô bác càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi. Thế giới rộng lớn lắm, lòng người lại khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu trong cuộc đời này. Trời định sẵn trong số 12 con giáp, có con giáp tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, có mệnh tam tài phú quý, nhưng cuộc đời có lắm chông gai. Những năm vừa qua cô bác tuổi Tân Hợi gặp nhiều vất vả, khốn khó đủ đường, nhiều khi còn giật mình kinh hãi khủng khiếp trong cảnh nợ nần túng thiếu tiền bạc. Phải cúi đầu đi vay đi mượn khắp trốn, lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách để lo xoay sở trang trải cuộc sống mưu sinh, nhưng nghèo khổ thế đủ rồi. Bước vào năm 2024 sẽ là khoảng thời gian cực may mắn cho cô bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, có thể hồi phục và lấy lại những gì đã mất mát trước đó. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024 tới đây, cô bác tuổi Tân Hợi sẽ đón nhận một số phận mới, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, mưu sự dễ thành, cầu được ước thấy, dù có dấn thân vào bất kỳ lĩnh vực như nào cũng sẽ thu về nguồn lợi khủng, khiến cho nhiều người hờn ghen đỏ mắt. Thêm cát tinh phù trợ mà cô bác tuổi Tân Hợi cũng sẽ tránh được nhiều họa thị phi, tiểu nhân cũng không dám đến gần quý cô bác nữa, vì sợ gặp phải những rắc rối không đáng có. Đây cũng chính là thời điểm mà tinh hoa đất trời hội tụ, thần tài đã nhắm trúng quý cô bác là con giáp khổ tận cam lai. Nên từ giờ quý cô bác sẽ một bước lên tiên, túi tiền rủng rỉnh, nợ mấy cũng trả sạch, nhà rộng xe sang, khiến cả thiên hạ phải ngưỡng mộ. Vậy, để biết được vận trình cụ thể trong năm mới 2024 của cô bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ diễn biến ra sao, thiên cơ nào đã được tiết lộ và vận may nào dẫn đến với cô bác trong năm mới 2024 này, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. 1. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh cuộc đời người tuổi Tân Hợi. Người sinh năm 1971 là tuổi con lợn, tức là năm Tân Hợi, sinh năm 1971, thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, nam cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh, nữ cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh, Phật ban phúc, Phật thích ca, Phật ban trí, Phật di lặc, Phật bảo hộ, Phật A-di-đà Như Lai. Người tuổi Tân Hợi có chí lớn và luôn lạc quan, nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có trốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi, nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận, họ là những người không câu nệ hình thức. Tân Hợi cũng có ý thức độc lập và sẽ không thay đổi quan điểm của mình vì ý kiến đánh giá của những người khác. Đôi khi, Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tân Hợi có tính cách hào phóng, thường khẳng khái giúp đỡ mọi người nếu việc đó nằm trong khả năng của mình. Đây là người có ý chí rất kiên định, một khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ phấn đấu hết mình để thực hiện nó. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội nên có thể dẫn đến thất bại. Người Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Tân
Tân Hợi thích tự lực cánh sinh nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Màu hợp với tuổi Tân Hợi là vàng, trắng. Màu khắc với tuổi Tân Hợi là đỏ. Tuổi Tân Hợi bản chất đã có khí chất tôn quý, sang trọng, nên những người tuổi này tính cách thường thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Tiếp xúc với họ dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng, dù trong cảnh nghèo khó vẫn rất đáng tôn trọng. Đó là những gì mà tuổi Tân Hợi đặc biệt nổi trội giữa người khác. Vì họ ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người, đôi khi khó hiểu ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy hành động của tuổi Tân Hợi thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Tân Hợi ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ chắc chắn họ không làm, mà những người có tác phong này họ cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà tuổi Tân Hợi cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải chân lý. Trong công việc và cuộc sống họ có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng, vì thế nên tuổi Tân Hợi giàu chí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh. Chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn, tiêu dao. Tuổi Tân Hợi rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và có năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Con số hợp với tuổi Tân Hợi là 2, 5, 6, 7, 8. Con số khắc với tuổi Tân Hợi là 9. Xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024, nam mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, có gặp hung dễ hóa cát. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Huỳnh Tuyền, gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Tiểu kết, năm có phước tinh chiếu mệnh, nam mạng Tân Hợi gặp hung hóa cát, khó khăn hay thách thức trong công việc tuy có nhưng đều được xử lý kịp thời. Thu về không ít trái ngọt trong năm, kinh doanh buôn bán khá may mắn, tiền bạc kiếm được mà tiêu cũng lắm, có tích lũy nhưng không quá khó khăn hay túng thiếu. Tuy nhiên, sức khỏe giảm sút nhiều, bệnh tật phát sinh, nhất là các bệnh về khí huyết khiến đau đầu, chóng mặt liên miên, ngoài ra, đề phòng tai nạn đường sông nước. Xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024, nữ mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu chiếu mang tin vui về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển sông suối, dễ gặp bất trắc. Đối với nữ giới mà ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất vào tháng 11 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Toán Tận, gặp hạn Toán Tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Tiểu kết, năm có Thủy Diệu tinh chiếu mệnh, nữ mạng Tân Hợi có tài lộc khá vượng, làm ăn dù nhiều thách thức nhưng vẫn tìm thấy cơ hội tốt mang về nguồn thu nhập đều đặn, kinh doanh buôn bán năm này được lộc, trong nhà có hỷ sự, không ít chuyện vui mừng. Có điều, cần đề phòng thị phi, mất mát của cải, đau ốm bệnh tật mà phải thuốc thang chạy chữa tốn kém mới khỏi. Ngoài ra, cần thận trọng đường sông nước, đề phòng tai nạn bất ngờ, nếu ốm đau vào tháng 11 thì rất nguy hiểm, cần đặc biệt lưu tâm. Mặt Phật bản mệnh và vòng tay trầm hương là những vật phẩm tuổi Tân Hợi nam nữ mạng có thể sử dụng để cầu bình an, may mắn, sức khỏe trong năm 2024. Người tuổi Tân Hợi được Phật A-di-đà hộ mệnh, đeo mặt Phật A-di-đà bên người, quý bạn Tân Hợi cầu được Đức Phật soi đường chỉ lối, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Tân Hợi 1971 mệnh kim, hợp với mặt Phật A-di-đà đá mã não trắng, tương hợp, và mặt Phật A-di-đà đá mắt hổ vàng nâu, tương sinh. Xuất hành ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, bản mệnh tuổi Tân Hợi nên đi về hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Các khung giờ hoàng đạo tốt cho việc khởi hành như sau. Giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ hoàng đạo tư mệnh, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ hoàng đạo thanh long, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ hoàng đạo minh đường, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ hoàng đạo kim quỹ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ hoàng đạo kim đường. Người Việt ta thường chọn khai bút đầu xuân, khai xuân mở hàng, khai trương đầu năm vào ngày lành tháng tốt để cầu may mắn trong năm mới.
khai bút đầu xuân để tưởng nhớ truyền thống hiếu học của cha ông, cầu thi cử thuận lợi, công việc suôn sẻ, khai xuân đầu năm để cầu công việc hanh thông, tài lộc thăng tiến. Trong năm 2024, nam tuổi Hợi 1971 nên chọn ngày mùng 2, mùng 4 hoặc mùng 7 tháng Giêng để tiến hành các công việc. 2. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Tân Hợi năm 2024. Năm sinh 1971, tuổi Can Chi, Tân Hợi, số tuổi xem tử vi, 54 tuổi âm lịch, mệnh ngũ hành, thoa xuyến kim, thiên can, tân kim, địa chi, hợi thủy, cung mệnh, nữ cung tốn, nam cung khôn. Người sinh năm 1971 cần xác định tinh thần sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong cuộc sống trong năm 2024 này, đặc biệt trên phương diện sự nghiệp. Người làm lãnh đạo cần tránh đưa ra những quan điểm độc đoán bắt cấp dưới phải nghe theo, có thể chính quý cô bác là người đang gây nên những bất mãn trong tập thể đấy. Chuyện làm ăn kinh doanh khá bấp bênh trong lúc này, lúc quý cô bác thu được nhiều tiền về túi, lúc lại trắng tay, thời điểm này quý cô bác cần thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Lơ là một chút là bị hãm hại ngay, đồng thời đừng vội vàng dốc tiền đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chuyện tình cảm cũng khá trầm lắng khi vợ chồng quý cô bác đều quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cám dỗ, bản mệnh nên chú ý giữ mình, chớ để bản thân sa ngã, gây tổn thương cho người thân. Về phương diện sự nghiệp, công việc trong năm 2024 thường xuyên đối mặt thách thức và khó khăn, một phần do tình hình chung của thời cuộc, một phần do tác động của hung tinh vong thần, vì vậy đương số hành sự thận trọng. Ngay cả trong những công việc quen thuộc cũng không được phép lơ là, nếu không những rắc rối bất chợt có thể xảy ra bất cứ lúc nào như bị trừ lương, kỷ luật, thậm chí vướng rắc rối kiện tụng. Đặc biệt, hãy cẩn thận trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ cạnh tranh hoặc những lời nịnh bợ của người khác, nếu dễ dàng tin theo thì quý cô bác dễ lạc mất phương hướng của mình. Thương quan tác động khiến mối quan hệ giữa bản mệnh với đồng nghiệp hay lãnh đạo không được tốt cho lắm, đôi bên thường có những ý kiến, quan điểm trái ngược nhau. Nên lúc làm việc không tránh khỏi mâu thuẫn, thậm chí nhiều khi quý cô bác cảm thấy cấp trên, đồng nghiệp như cố tình gây khó dễ cho mình, không để mình phát huy điểm mạnh. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, bạn cũng cần chú ý hơn đến cách hành xử của mình, chớ nên nóng nảy nói những điều khiến đối phương phật ý. Đẩy mâu thuẫn với lãnh đạo lên cao trào thì người chịu thiệt vẫn sẽ là quý cô bác mà thôi. Về phương diện tài lộc, tài lộc năm 2024 kém sắc hơn so với năm 2023, khó hứa hẹn bước phát triển lớn nào trong thời điểm này. Trong năm có chính tài trợ mệnh, đương số nên tập trung làm công việc chính để duy trì các nguồn thu chính. Không nên quá vội vàng trong việc đầu tư kinh doanh kẻo dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo lợi bất cập hại. Với người làm công ăn lương, quý cô bác sẽ phải trải qua một năm khá vất vả do những trục trặc bất ngờ thường xuyên xảy ra, mâu thuẫn với lãnh đạo, đối tác. Cũng khiến cho hiệu suất công việc sụt giảm, một số người còn không tìm được cơ hội phát huy thế mạnh của mình, vì thế mà mức lương có thể vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà bi quan hoặc nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng, quý cô bác cần chăm chỉ làm việc để hoàn thành cho tốt trách nhiệm của mình. Như vậy thì quý cô bác vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng dưới sự phụ trợ của chính tài. Nếu muốn cải thiện thu nhập, quý cô bác có thể bắt tay vào những công việc làm thêm. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là bạn phải cân bằng được với các công việc chính. Dù muốn làm giàu đến mấy, quý cô bác cũng chớ nên ôm đồm công việc kẻo khiến cơ thể mệt mỏi, mà kết quả công việc cũng sẽ không thể nào tốt được. Về phương diện tình duyên, gia đạo, các tinh hồng loan soi chiếu đem lại một vài dấu hiệu trên phương diện tình cảm cho người độc thân. Trên thực tế, năm nay nhân duyên của bạn khá vượng, cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp không phải là không có, bản mệnh thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Điều quan trọng là quý cô bác phải cởi mở để trò chuyện với đối phương thì mới nhận ra được những điểm tốt của người đó. Còn nếu bạn cứ khép cửa trái tim thì dù có trò chuyện lâu đến đâu thì quan hệ cũng vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Với những người đã từng phải chịu vết thương lòng trong quá khứ thì đây là lúc quý cô bác buông bỏ rồi. Đừng để những người đã bước qua cuộc đời mình ngăn cản mình đến với hạnh phúc đích thực. Xung quanh quý cô bác vẫn còn rất nhiều người xứng đáng để bạn trao gửi tình cảm đấy. Tuy nhiên, ngũ hành lưu niên tương khắc lại đem tới những tác động bất lợi cho mối quan hệ vợ chồng. Quý cô bác và người ấy thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó khiến cả hai đều cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí có một số cặp đôi còn đồng sàng dị mộng, muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài,
hãy nhắc nhở bản thân quý trọng những gì mà mình đang có. Đừng buông thả bản thân chỉ vì những thú vui bất chợt. Vợ chồng có chuyện gì không vừa ý thì nên trao đổi thẳng thắn, chớ nên giữ trong lòng hoặc cố tình nói lời mỉa mai khiến đối phương khó chịu. Nếu hai người chịu hạ cái tôi của mình xuống một chút, suy nghĩ cho người còn lại nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ dần được tháo gỡ, thậm chí nửa cuối năm có thể đón tin vui về con cái. Về phương diện sức khỏe, may mắn là người tuổi Tân Hợi không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng trên phương diện sức khỏe. Quý cô bác hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Nếu gặp phải chuyện gì căng thẳng trong cuộc sống đừng quên chia sẻ với những người đáng tin cậy xung quanh. Mình như vậy thì quý cô bác sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong năm bệnh vặt khó tránh, nhất là lúc giao mùa hoặc khi có dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hầu như đương số không mắc bệnh nghiêm trọng. Với người mắc phải bệnh mãn tính thì nên tuân thủ theo lời căn dặn của bác sĩ. Nếu thấy chữa trị chưa hiệu quả thì cũng chớ nên quá sốt ruột, bởi có thể công hiệu của thuốc sẽ phát huy từ từ. Bạn chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, bình tĩnh chữa trị thì ắt sẽ thấy khỏe mạnh hơn. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Tân Hợi trong năm 2024 như sau. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa xuân 2024 của tuổi Tân Hợi. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Làm việc vất vả mà thu về thành quả không tương xứng, có điểm tiểu nhân quấy phá, ăn nói giữ mồm giữ miệng, tiền bạc tuy kiếm được nhưng tiêu hao khá nhiều. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Vận đào hoa vượng, mang tin vui cho người độc thân hoặc các cặp vợ chồng hiếm muộn con cái, công việc tiến triển khá thuận lợi do sự thay đổi đáng kể từ chính bản thân đương số. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Bế tắc trong công việc, thiếu ý tưởng sáng tạo mới là nguyên nhân khiến công việc trì trệ, có thể cân nhắc thay đổi công việc nếu đã chán hoặc thấy không phù hợp. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa hè 2024 của tuổi Tân Hợi. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Công việc áp lực, gặp nhiều trục trặc đòi hỏi phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết ổn thỏa, có dấu hiệu thị phi hoặc kiện tụng, cẩn thận khi ký kết giấy tờ, hợp đồng quan trọng. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Mâu thuẫn trong tình cảm lứa đôi khiến tinh thần bất ổn, là nguyên nhân chảnh mảng công việc hoặc đưa ra quyết định sai lầm nào đó để phòng tai nạn đường sông nước. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Tài khí gia tăng, có thêm nguồn thu phụ, tiền bạc tiêu pha không cần phải nghĩ, có quý nhân hỗ trợ về tài chính, làm ăn có lộc hơn trước. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa thu 2024 của tuổi Tân Hợi. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Đề phòng bị mất trộm đồ hoặc tiền bạc, đi xa bất lợi, có thể bị lỡ tàu xe hoặc gặp sự cố bất ngờ, đề phòng hỏa hoạn trong nhà. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Có lộc kinh doanh buôn bán nhưng chưa thực sự bùng nổ, khó khăn công việc dần được tháo gỡ, làm mãi cũng đến ngày gặt hái thành quả xứng đáng. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Có bệnh vái tứ phương, tiêu hao không ít tiền bạc, tuy nhiên sớm gặp thầy, gặp thuốc, bệnh nhanh khỏi, có điểm thị phi, thận trọng trong các mối quan hệ. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa đông 2024 của tuổi Tân Hợi. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Tâm lý nóng vội hoặc lười nhác khiến công việc bị chậm tiến độ hoặc bị khiển trách, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Tiền bạc có dấu hiệu gia tăng, có thêm nguồn thu phụ hoặc khoản thưởng nóng, đào hoa vượng, người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Tiêu hao nhiều tiền bạc cho việc sửa chữa nhà cửa, nâng cấp các mối quan hệ xã giao hoặc thỏa mãn nhu cầu mua sắm cá nhân, công việc tuy áp lực nhưng có thu về thành quả tốt. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Tân Hợi trong năm 2024. Hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024 cho nữ mạng Tân Hợi. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sa phia, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo
cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Quý cô bác anh chị nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình. Giữ gìn lời ăn tiếng nói, ngoài ra phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, quý cô bác không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024 cho nam mạng Tân Hợi. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Vừa rồi chúng ta đã luận giải về phần tổng quan chung của tuổi Tân Hợi. Vậy xét riêng về nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 này sẽ ra sao? Xin mời quý anh chị cô bác cùng theo dõi phần luận giải dưới đấy nhé. Đối với nữ mạng Tân Hợi, 1. Công việc, sự nghiệp. Năm Giáp Thìn vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi nữ mạng không có nhiều biến động, khá ổn định. Một số đã về hưu lo công việc gia đạo, một số vẫn đi làm thì sẽ duy trì những công việc nhẹ nhàng, không còn gánh nặng kinh tế nên tâm lý làm việc của quý bà cũng thoải mái hơn. Công việc trong năm được nữ mạng Tân Hợi thực hiện cẩn thận và chu đáo. Nếu có ý định đầu tư, lời khuyên cho mệnh chủ là không nên vội vàng, cần thận trọng tìm hiểu kỹ và lựa chọn phương án an toàn. 2. Tài chính. Vận tài chính của nữ Tân Hợi 1971 năm 2024 vẫn có sự tiến triển đều đặn từ kế hoạch dài hạn của mệnh chủ. Các khoản thu chi rất hợp lý, vì vậy nên cuộc sống không có áp lực tài chính, duy trì được những khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai. Năm Giáp Thìn nếu nữ mạng Tân Hợi muốn đầu tư vào lĩnh vực mới thì nên suy xét cẩn thận. Nếu cho vay mượn tiền hoặc ký kết hợp đồng, mệnh chủ nên có giấy tờ rõ ràng, minh bạch để không gây nhầm lẫn sau này. 3. Tình duyên gia đạo. Gia đạo nữ mạng tuổi Tân Hợi năm nay được hưởng êm ấm thuận hòa, con cháu có được cuộc sống tốt, thành đạt, độc lập về kinh tế. Do vậy, mệnh chủ có thể được nhờ con và sống hạnh phúc thành thơi. Năm 2024 Tân Hợi nữ mạng sẽ có nhiều thời gian hơn để quây quần bên con cháu, nghỉ ngơi cho bản thân thêm năng lượng. Bên cạnh đó, quý bà nên tích cực làm việc thiện, khuyên răn con cháu sống tốt đẹp để tăng trưởng phúc đức, giữ gìn truyền thống gia đạo. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi 54 này, quý bà Tân Hợi không nên chủ quan với sức khỏe của mình, hãy tích cực chăm sóc bản thân bằng cách giảm khối lượng công việc lại, tăng cường vận động thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ đủ giấc, thường xuyên thăm khám định kỳ để biết được tình hình sức khỏe. Trong cuộc sống hàng ngày, dù có gặp chuyện gì thì nữ mạng Tân Hợi cũng bình tĩnh đón nhận, tích cực lạc quan, không nên quá lo lắng, giữ cho tâm lý vững vàng, an yên thì sẽ khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Đối với nam mạng Tân Hợi, 1. Công việc sự nghiệp.
Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm Giáp Thìn đi theo quỹ đạo vốn có nên không nhiều biến động. Một số nam Tân Hợi đã nghỉ hưu, một số thì vẫn duy trì công việc ổn định, tiến triển khá tốt. Bên cạnh đó, nam mạng Tân Hợi vẫn sử dụng tốt trí tuệ, bản lĩnh của mình để cố vấn, tham mưu cho con cháu phát triển. Công việc trong năm 2024 của quý ông Tân Hợi thiên về bảo toàn thành quả nhiều hơn là mở mới những dự án. Nếu có ý định làm gì, mệnh chủ nên cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Đây cũng là thời điểm nam tuổi Hợi 1971 an tâm thành thơi với sự nghiệp của mình. 2. Tài chính. Vận tài chính của nam Tân Hợi 1971 trong năm Giáp Thìn được ổn định, không lúc nào gặp túng thiếu. Với kỹ năng quản lý dòng tiền, sống có kế hoạch, chi tiêu hợp lý, nên mệnh chủ luôn có tình hình tài chính thuận lợi, đảm bảo dư giả về tiền bạc. Trong năm Giáp Thìn có thể nam mạng Tân Hợi sẽ đầu tư tiền bạc vào công việc của con cháu và thực hiện một số hoạt động thiện nguyện. Những việc này đều rất hợp lý giúp mệnh chủ tích lũy được phước báu, có ích cho sự thịnh vượng của gia đình về sau. 3. Tình duyên gia đạo. Là người lớn tuổi trong gia đình, nam mạng tuổi Tân Hợi biết cách điều hòa mối quan hệ giữa các thành viên sao cho gần gũi, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Chủ mệnh sẽ vượt qua được sự khác biệt giữa các thế hệ, giữ tâm khí chuẩn mực, tránh được sự khó tính hay nóng giận, giúp không khí gia đình hòa thuận êm ấm. Trong năm 2024, quý ông Tân Hợi có thể đón nhận tin vui thêm người, thêm của trong gia đình, tình cảm vợ chồng sâu sắc, hạnh phúc viên mãn. Bởi mệnh chủ và người bạn đời dành thời gian yêu thương, trò chuyện với nhau, điều đó sẽ làm giảm sự cô đơn, cảm giác hụt hẫng khi tuổi tác đã bước sang giai đoạn xế chiều. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi này, vấn đề hàng đầu mà quý ông tuổi Tân Hợi cần ưu tiên chính là sức khỏe. Mệnh chủ cần tránh những công việc quá nặng nhọc và căng thẳng. Cùng với đó, bản mệnh thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống lành mạnh, vận động thể dục thể thao mỗi ngày, giúp tạo năng lượng tích cực, tinh thần thoải mái. Ngoài ra, nam tuổi Tân Hợi không nên chủ quan, thay vào đó hãy thăm khám sức khỏe thường xuyên để điều trị hợp lý. Luôn chủ động chăm sóc bản thân là chìa khóa để quý ông có một lối sống lành mạnh, cuộc đời an vui. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.